Cái gì? Bác bị mất cái nắp của cái bình rồi. Nắp nào? Cái ba la mà xem đi sao mà cứ quay con mắt vậy. Quay muốn cài cái mặt. Cái gì vậy? Cái nắp gì? Nắp của cái này lúc nãy cứ để trên cái đít này đâu rồi. Sao nó rơi đâu lúc khi vô thùng rác?